Hello mọi người, ở video này thì Quyên sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta sẽ xay dưa leo trộn với cả nạ nám như thế nào để đắp cho khách hàng trong những cái giai đoạn mà da nóng, đỏ, rát cấp tốc mọi người nhá, phục hồi cấp tốc. Cái thứ mà chúng ta cần phải có đó chính là gì ạ? Thứ nhất là cái bộ ăn dặm của trẻ em trên Shopee bán rất là nhiều. Đấy, nó sẽ có 4 chi tiết như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ lắp vào. Đấy. Có cái thìa để gạt này, một quả dưa chuột đó và mặt nạ nám. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn cách mà chúng ta sẽ trộn cái mặt nạ này. Chúng ta sẽ có cái đầu răng này mọi người này, thì chúng ta sẽ để ở đây, đó chúng ta sẽ xay dưa chuột như thế này. Đấy, mọi người có thể thấy này. Đấy, chúng ta xay như thế này ra thì mọi người có thể thấy nhá, ở đây nó sẽ bắt đầu đấy, đầu này nó sẽ ra cái xác của dưa chuột và nước. Thì tại đây chúng ta sẽ có một cái màng lọc ở đây, xay cả quả đi, để chảy nước xuống. Đấy, thì chúng ta sẽ xay cả quả ra. Dễ nhỉ? Cái này chính là tiện. Cái này rất là tiện mọi người ạ, không cần phải dùng tới máy móc lỉnh kỉnh như máy xay. Đây, rất là nhanh chóng luôn. Để cho nó được. Quyên xay trong vòng có 30 giây thôi là được từng ngần lay rồi mọi người nhé. Đấy, sau đó chúng ta sẽ lấy cái gạt này này. Đấy, chúng ta gạt cái này xuống. Gạt xuống cái màng lọc. Trộn phần mặt trước, mới trộn Nguyễn nhỉ? Vâng, rất Nguyễn. Đây, tại đây có một cái màng lọc đây mọi người này. Đấy, ở dưới này sẽ là nước dưa leo này. Thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu múc cái... Đây, múc mặt nạ nám này thì nó sẽ có cái thìa đi sẵn theo bộ như này, chúng ta sẽ múc khoảng 2 thìa. 1 thìa này. 2 thìa này. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ trộn lên, sau đó sẽ chúng ta sẽ cho cái bã dưa chuột này vào, bã dưa leo này vào. Để lấy được một cái hỗn hợp hơi sệt sệt. Đây mọi người nhá, sau khi cho vào thì nó hơi sệt sệt rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ cho thêm xác của cái dưa chuột. Bã dưa chuột. Đấy. Nó sẽ có một hỗn hợp sệt sệt như này mọi người nhé. Đấy, nếu như mà chúng ta thấy lỏng quá chúng ta có thể cho thêm một thìa bột nữa. Ok. Đấy. Thì sau khi mà chúng ta đã có cái hỗn hợp này rồi thì chúng ta sẽ có một cái miếng ni lông, một miếng mặt nạ bằng giấy. Và bây giờ thì Quyên sẽ mượn mặt của bố Nguyễn Thủy để Quyên sẽ đắp cho mọi người xem luôn.